Chào mừng các bác anh em nhé. Lâu lắm hôm nay em mới lại có cái dịp để lên sóng cùng các anh em với một dòng loa siêu trầm. Đây cũng được coi như là một siêu phẩm. Mẫu này là mẫu VK2012 Plus. Đợt vừa rồi chúng em hết hàng nên là không lên sóng được. Ngày hôm nay sau khi nhận được đợt hàng này về để chuẩn bị cho dịp cuối năm nên em lên sóng luôn. Để thông báo các anh em là cái mẫu này thì hiện tại đã có mặt tại JK với giá là 6 triệu rưỡi. Cuối năm giá không tăng, mặc dù nhập hàng về rất là khó khăn. Năm nay có một cái thay đổi em thấy là nhẹ nhàng tinh tế. Cái tấm mica nó có cái phần sang trọng hơn với cái tấm vải lụa nó mềm mại như thế này. Về cấu trúc bát vẫn vậy, công suất vẫn vậy, vẫn sử dụng khung xương đúc dòng 8 xương với con bát 30 công nghệ màng polyplat gần cao su, cho ra công suất khai thác max lên được 700W. Con này chạy công nghệ mạch Class D. Em quay đơn phía đằng sau mạch cho anh em xem đây. Mạch Class D và sử dụng duy nhất một đường tín hiệu đưa vào, đó là line in hoa sen, và có auto nhận tín hiệu và đưa cái tính năng trung trầm ra ở Nokman cắt LPF, một đường input vào cam nông nữa. Dây nguồn rời, hệ thống lỗ thông hơi phía sau. Chân thông minh chống trơn trượt, dập tắt dao động khi quá trình hoạt động của súp, giúp cho cục súp đứng chắc hơn. Kích thước thì vuông góc với nhau. Kích thước của nó là 40-40-40. Riêng của chiều cao thì chúng ta cộng thêm 2-3 phân cái chân đế lên nữa. 6.500.000 đồng, bảo hành 12 tháng. Các anh em sử dụng yên tâm chưa ạ? Hàng chính hãng, cam kết của anh em như vậy. Dòng này thì không cần phải giới thiệu lâu, giới thiệu nhiều làm gì, mất thời gian các anh em. Em đi vào test nhạc luôn nhá. Các anh em chờ em một chút, em kết nối xong em sẽ test nhạc các anh em nghe. Với những bản nhạc sôi động như này, chúng ghép với cặp loa cây. Em đang sử dụng cặp loa cây G6000, sử dụng cục loa siêu trầm này. Chúng ta nghe gần như không biết chán là gì. Vì video có giới hạn về cái thời gian nên em cũng sẽ khép lại video ở đây. Xin cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video. Và các anh em có muốn cần được tư vấn hay là lên cho mình một chiếc loa siêu trầm cho bộ dàn âm thanh sẵn có nhà mình, hoặc là lên hoàn chỉnh cấu hình combo, hãy liên hệ cho chúng em qua số hotline của công ty đang hiển thị trên phía trái màn hình của anh em theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo ạ.